anh em đã trở lại với kênh xe tải của Khanh nha. Thì hôm nay Khanh sẽ tiếp tục làm một clip bàn giao con xe tải mà hôm trước Khanh có làm rồi. Bây giờ thủ tục cũng như là xong hết rồi. Bây giờ Khanh chuẩn bị set up một buổi lễ bàn giao để mà chuẩn bị bàn giao con xe dắt về Đắk Lắk nha. Rồi anh dán cái này giùm em nha. Đây là anh tài xế. Cái này, hai cái này anh dán bên hông này, nó có keo sẵn nè. Nó ngông cửa không? Vâng. Nó có keo, anh lột ngay chỗ này ra là được nha, anh dán giùm em nha. Dán chỗ nào trống thì anh dán chỗ này cũng được nè. Đó, dán chỗ này. À, dán chỗ đó cũng được. Vâng. Vâng. Thì con xe Khanh chuẩn bị bàn giao là con xe dắt N900, có tải trọng là 9 tấn 1, nhân 10% nữa được 10 tấn. Con xe này có cái giá tiền rất là hợp lý, chỉ có 728 triệu một con xe như thế này. Đó, anh em thấy rất là đẹp nha. Có mùa lướt gió bạc 5 mảnh, thùng dài là 7m, bề ngang là 2m260, chiều cao là 2m1. 2m1. Để anh tài xế đó anh dán. Em để trên ghế nha anh ơi. Giờ mình sẽ vô gặp anh chủ xe để mình bàn giao giấy tờ xe cho anh, để mà anh cũng, tại vì anh cũng gấp. Anh cũng gấp thì mình vô mình tranh thủ mình làm cho khách hàng. Đi vô đây. Đấy. Giống như kiểu mình một thời mua xe Trung Quốc á, phải cân liền từng nung hết. Giờ em mới bàn giao giấy tờ cho anh Hùng nha. Ừ. Dạ. Để làm clip sau này anh Hùng mà nói em giao thiếu cái gì anh là cũng được, có bằng chứng hết. Ừ. Em mới dán cho anh cái định vị lên, cái phù hiệu lên đó. Rồi. Bây giờ trước tiên á, em sẽ bàn giao cho anh là cái sổ bảo hành. Thì con xe mình là bảo hành là 5 năm, 150.000 cây. Ừ. Mình chạy là bảo dưỡng đợt đầu á là dưới 3.000 cây. Anh tới đại lý nào, bất kỳ đại lý nào của Jack á, được thay nhớt miễn phí, lượt nhớt miễn phí. Đó, anh thay một lần miễn phí và cuối năm anh thêm có một cái lần miễn phí cho khách hàng nữa. Còn như lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, mấy lần bình thường á, thì anh được miễn phí tiền công thay vì tính đó. Và trong cái thời gian vận hành mà nếu mà có cái lỗi trục trặc gì á, anh cứ điện cho em. Nếu mà xác định của nhà máy á, là nhà máy sẽ đến tận nơi và thay cái đó cho anh. Nên là Jack nó bảo hành rất là tốt. Thế còn lần đầu tiên thay nhớt là chạy bao nhiêu nghìn cây gì thay? Dưới 3.000 cây. Dưới 3.000 cây này. Tầm khoảng 2.500 cây là anh cứ tới đại lý. Nếu mà được bất thì anh ghé đại lý của em thì em làm kỹ hơn. Còn như không okay. Thì anh cứ đại lý, bất kỳ đại lý nào đó. Cầm sổ anh vô là ta làm cho anh nha. Đây em gửi anh cái đầu. Trong này có hướng dẫn dưới 3.000 cây gì thay không? Có đây anh, nó có đây. Rồi, thế hiểu rồi. Vậy anh tự tìm hiểu. Đây là lần đầu tiên nè. Ừ, rồi. 2.500 đến 3.000 cây hoặc là một tháng đầu tiên. Dạ. Chắc anh chạy một tháng chứ không tới 2.500 3.000 cây ha. Có đó không? Dư luôn. Dư á. Vậy thì anh cứ 2-3 vòng là hết cái gì đâu mà. Vâng, vậy thì anh cứ chạy tầm khoảng 2.500 đến 3.000 cây nha, đừng quá nha. Quá là nhà máy người ta không có bảo dưỡng. Mình sẽ được miễn phí hết mấy cái này. Đó. Là 1 mấy 2 nữa là lúc mới mua về này, cái vấn đề là anh có thể ví dụ có cần phải bơm mỡ miếc gì vào trục chiếc cầu hay cứ để nguyên thế chạy? Để cứ để vậy chạy anh. Ok. Dạ. Rồi. Cái thứ hai là số cái sổ đăng kiểm. Cái này thì anh ép lại giùm em nha. Cái này là người ta trên đăng kiểm là người ta chưa đưa nên là mình ép lại cho nó bền. Cái ngân hàng đưa anh cái cà vẹt đi đường rồi đúng không? Đúng rồi. Cà vẹt giấy thế chấp hay cái đó là được. Là cái bảo hiểm dân sự, cái này thì nó có 3 triệu mấy nè. Bảo hiểm là 3 triệu mấy. Đó là cái bảo hiểm ngân hàng đưa là cái bảo hiểm xe, cái bảo hiểm này về người nha. Còn vì trong thời gian mà hoạt động mà cái bảo xe của anh nó có bị gì á là cái bảo hiểm nó sẽ đền nha. Dạ. Rồi bây giờ em sẽ giao cái tiếp theo cho anh đó. Thì công ty tặng thì có sẽ có mấy món quà nhỏ chứ, túi đựng hồ sơ này anh bỏ đây. Rồi ốp van lỗ sàn thì em bỏ lên xe cho anh rồi. Rồi bây giờ cái tiếp theo là cái thiết bị định vị thông tin hộp đen á. Cái này mà bữa anh nói đáng lẽ gắn bị số trắng thì nó không có cái này đâu. Nhưng mà em có tư vấn anh thì nên đồng ý gắn bị số vàng. Ví dụ như hôm nay anh giao cho tài xế đi đâu thì có cái này để anh quan sát cái xe mình ở đâu và chạy tốc độ bao nhiêu là anh biết hết. Bây giờ anh tải cái app. Tại cái app này nè, app Tarif nè. Ừ. Rồi anh đăng nhập cái tên của anh nè. Để em đăng cho anh luôn, làm cho anh luôn. Chút nữa em sẽ hướng dẫn cho anh. Chị lên trên App Store, chị ghi GBS Tarif giùm em nhé. Đây là cái lệnh vận chuyển của mình là cái hợp tác xã. Ừ. Bữa mình tốn phí làm nhanh nè, anh cần xe gấp thì mình làm nhanh nè. Ừ. Gặp công an, anh cứ để nguyên bộ vậy hết. Đây để nguyên bộ vậy nè, công an mà hỏi lệnh vận chuyển hay là giấy xác nhận để đi đường là anh cứ đưa hết ra. Còn gì khó dễ cứ điện em. Thế anh cứ cho một bộ hồ sơ đút cất trên xe. Đúng rồi, anh cứ đưa. Cất trên xe. Dạ, thì bây giờ mình sẽ xong hết rồi, giờ anh kiểm tra lại mấy cái chi tiết này. Xe nè, bộ chiếc phố nè, mình sẽ có hai cái radio, nói chung mấy cái này anh kiểm tra hết lại giùm em. Rồi anh ký vào.
tiền thì mình xong hết rồi. Thôi cứ ký đi, bút ra. Bút đen. Vâng. Giải quyết càng nhanh càng tốt. Dạ. Đây mình nhận hết. Rồi, anh ký đây giùm em cái nữa. Lùi vào nhưng không biết quá. Vâng vâng. Rồi, anh ký hai cái rồi. Thì là xong, bây giờ cái này anh ra anh cất trên xe đi. Cái bộ này đi rồi anh em chụp tấm hình. Rồi em sẽ vô em hướng dẫn mình đăng nhập cái này nha. Chị đã chụp với em tấm hình luôn nha. Chị cất với cái điện thoại này. Để đây được. Vâng, để Khanh đã giao xong cái con xe ZN900 rồi. Thì cũng rất là cảm ơn tất cả anh em đã đồng hành cùng Khanh trong thời gian vừa qua. Hy vọng là Khanh sẽ có nhiều cơ hội để phục vụ anh em mình hơn. Nên là anh em nào đang có nhu cầu mua xe thì cứ ủng hộ Khanh. Khanh cảm ơn, chân thành cảm ơn tất cả anh em mình nha.